Hi, chào anh em, chào mừng trở lại với kênh 195 Lớp Mới mình. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ anh em cách để chúng ta có thể khôi phục lại cái tài khoản Facebook mà anh em lỡ bị quên cái gì xác thực hai yếu tố này. Thì xác thực hai yếu tố nó là gì anh em? Nó là cái bảo mật để chúng ta chống mất tài khoản nha. Đó, thì chúng ta nhập tài khoản vô, nhập mật khẩu vô thì nó sẽ kêu chúng ta nhập cái mã. Nhưng mà anh em lỡ mất điện thoại hoặc là mất số điện thoại rồi thì chúng ta sẽ không nhận được cái mã đó, và chúng ta không đăng nhập được cái vào nick Facebook của mình nữa, chúng ta nữa. Nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ em cách để chúng ta có thể khôi phục lại cái tài khoản mà anh em lỡ mất số điện thoại, mất cái điện thoại luôn đó. Rồi thì anh em ví dụ như anh em đăng nhập vào cái Facebook đi, ứng dụng Facebook chẳng hạn, rồi ví dụ như mình đăng nhập cái tài khoản này vào thì á trong rồi ok, bây giờ mình sẽ đăng nhập tài khoản này vào ha, thì cho anh em xem nè, ví dụ như bị tình trạng mà xác thực hiển như thế nào. Đây anh em, ví dụ như nick của anh em mà có bật xác thực yếu tố lên á thì nó sẽ kêu, nó sẽ yêu cầu là xác thực hai yếu tố này anh em, bạn sẽ sớm nhận được cái tin nhắn lên mới tới cùng với nội dung cái mã. Rồi ok, anh ta bấm ok đây thì nó sẽ chuyển qua cái phần là nhập mật khẩu là từ SMS, là cái mã số của Facebook gửi cho anh em á, thì anh ta mới đăng nhập được ha. Đây là bảo mật hai lớp mà. Rồi ví dụ như anh em sẽ thấy là quên mất tiêu rồi, mất số điện thoại, mất điện thoại rồi mà làm sao mà đăng nhập được thì anh em sẽ sử dụng cái trình duyệt bất kỳ. Ví dụ như anh em lúc trước đăng nhập vào trình duyệt Chrome á, thì chúng ta vào Chrome, hoặc là mình sử dụng Kiwi thì mình vào Kiwi Browser nè, rồi mình sẽ tiến hành đăng nhập. Nhớ là anh em sẽ đăng nhập vào cái trình duyệt mà anh em đã sử dụng á, thì khả năng lấy lợi thì khả năng khôi phục nick cao hơn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đăng nhập nè. Rồi anh em thấy không, đó thì anh em sẽ sử dụng cái trình duyệt bất kỳ trên iPhone thì Safari. Đó, trên iPhone Safari anh em thấy là Facebook nó gửi mã cho anh em rất là nhanh, nhưng mà lỡ mất rồi, nên là ở đây thì mình làm tình trạng là mất điện thoại nha. Anh em thấy là mã được phương thức nè, bảo mật nè, anh em nhập mã số vào đây thì chúng ta sẽ vào được. Nhưng mà ở đây á, anh em đang gặp sự cố thì chúng ta bấm vào phần là bạn đang gặp sự cố chỗ này nha anh em. Đây, bạn đang gặp sự cố nè, ta bấm vào đây ha. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn phê duyệt từ một thiết bị khác. Cái này là thiết bị đã từng đăng nhập rồi mới được nha. Ví dụ như mình bấm vào thì phê duyệt từ thiết bị khác này xem như thế nào. Đó, nếu bạn đã đăng nhập Facebook bằng trình duyệt khác là Chrome, cốc hay là Safari hay là gì đó, thì hãy kiểm tra thông báo của bạn để xem lại lần đăng nhập này và phê duyệt nếu đúng. Sau đó thì bạn có thể nhấp vào phê duyệt dưới đây để đăng nhập. Đó. Nào, trước tiên bạn phải phê duyệt và lưu trình duyệt này từ một thiết bị khác nữa. Ví dụ như anh em đăng nhập trên máy tính thì anh sẽ vào máy tính và phê duyệt ở trên máy tính thì ở đây mới vào được nha anh em. Đó, rồi nó là gì đó anh em, gửi cho tôi mã đăng nhập qua tin nhắn nhật bản này, là anh em phải còn số điện thoại mới được nha. Ví dụ như điện thoại này không có số, không phải là điện thoại mà anh em đăng ký bằng số điện thoại mà xác thực á, thì anh em có thể gửi cho tôi mã đăng nhập thì Facebook sẽ gửi cho cái mã lợi bên máy khác nha. Rồi còn cái điều thứ ba này rất quan trọng nên em, tôi không có điện thoại luôn, ta bấm vào đây, còn ta bấm chữ tiếp tục nha. Đây, nếu bạn không có số điện thoại hoặc là mất điện thoại rồi đó, thì chúng ta sẽ đăng nhập từ trình duyệt đã xác định nè, chúng ta sẽ bấm liên hệ với chúng tôi đây nha. Đây, liên hệ với chúng tôi nè, chữ xanh xanh nhỏ nhỏ này anh em, liên hệ với chúng tôi nè, nhớ nha. Đây nè, liên hệ với chúng tôi. Rồi, ở đây thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước nè. Bước 1, nhập địa chỉ email. Email này là không phải email trắng đâu, anh em sử dụng email nào cũng được đó, sử dụng email nào cũng được, còn sử dụng được là được, còn vào được là được nha. Bước thứ hai là tải giấy tờ tùy thân lên, thì giấy tờ tùy thân nó sẽ chấp nhận là chứng minh nhân, căn cước công dân hoặc bằng lái xe, và những cái giấy tờ liên quan tới anh em là được. Và lưu ý thêm cái nữa, cái phần tải giấy tờ tùy thân này mình nói rất là nhiều lần rồi, là cái nick Facebook của anh em phải chụp, phải có hình của anh em trên đó thì người ta mới so khớp giữa giấy tờ, hình ảnh trên giấy tờ tùy thân và hình trên Facebook của anh em có trùng nhau không, hoặc là tên trên giấy tờ tùy thân và tên trên cái nick Facebook có trùng nhau không thì mới khả năng về nghe anh em. Còn giấy tờ tùy thân nẻo mà tên nẻo, hoặc là giấy tờ tùy thân hình này mà tên hình Facebook lại khác là không được nghe anh em. Đó, nên là anh em sử dụng Facebook thì cũng phải đăng hình lên để đó đi, không thôi là sau này gặp gắt gói như mấy trường hợp này căng lắm nha. Rồi ta bấm chữ tiếp ở đây nè. Rồi xác nhận email liên hệ, chúng tôi có thể liên hệ
đối với bạn bằng cách nào là vui lòng nhập địa chỉ email mà bạn biết mình còn truy cập được đó. Chúng tôi sẽ dùng địa chỉ này để cập nhật cho bạn thông tin về quá trình xác nhận danh tính. Ok, anh em sẽ nhập cái địa chỉ email vào. Ở đây mình xin chia nha. Rồi. Rồi ok, anh ta bấm chữ tiếp nha. Rồi anh em tiếp chữ tiếp như nào, bấm vào nè. Ô dưới thì nhập lại email lại lần nữa nha anh em. Đó, chọn loại giấy tờ thì thân để tải lên. Nó sẽ cho chúng ta hiển thị thêm ở đây rất là nhiều nè, từ hộ chiếu nè, giấy phép lái xe, chứng minh dân, bằng lái xe đồ đó thì khả năng về cao nha. Nhất là căn cước công dân đồ đó, những giấy tờ như tên khai sinh nè, anh em có thể xem ở đây nhiều. Đó. Rất là nhiều nữa ha. Thẻ cư chi, visa gì lắm chân nè. Rồi ok, ví dụ như mình chọn chứng minh dân là giờ là căn cước công dân đó nè. Đó, chọn căn cước. Chứng minh dân là căn cước công dân nha. Rồi, hoặc là bằng lái xe thì chọn bằng lái xe ở đây. Đó, hộ chiếu thì bấm vô đây. Rồi. Ví dụ như chọn căn cước công dân thì tích chọn đây, chúng ta bấm chữ tiếp. Ở đây á thì Facebook nói thêm nè, giấy tờ tùy thân của bạn sẽ được lưu trữ an toàn và xóa đi trong vòng 30 ngày nha. Sau khi chúng tôi đã xác nhận danh tính của bạn xong thì chúng tôi sẽ xóa cái giấy tờ này chứ không có lưu trữ đâu, anh em yên tâm. Chúng ta bấm chữ tiếp. Rồi tải lên ảnh chụp giấy tờ tùy thân này, thông tin trên giấy tờ tùy thân của bạn phải rõ ràng. Gõ nè, trên ảnh, và nếu không bạn có thể gửi. Rồi. Ở đây thì anh em xem yêu cầu ảnh. Đây anh em có thể chọn như bằng là xem yêu cầu về ảnh. Anh em thấy không? The full AD nè, visible and on information nè. Đấy, thì cái này nè nó sẽ chịu nè. Cái này là nó chấp nhận nè. Còn những cái hình mà chụp méo mó như thế này là nó không chịu nha. Hoặc là tối thui như thế này cũng không chịu luôn nha. The photo is not too dark nè. Đó, cái này là tối quá nè. Còn no back of the AD you cut up là chụp chỉ có cắt được có phần nửa, cái này là không chịu luôn nha. Cái này là những cái hình ảnh mô phỏng thôi nè. Đi not gap nè là chói quá nè ha. On the AD là chói quá nè, chói hình này cũng không nhận dạng được. Hoặc là the photo is not blurry, nghĩa là bị mờ á. Anh em mà chụp bị mờ á cũng được. Chỉ chịu là nó sẽ chịu là full thông tin nha. Rồi, và tất cả thông tin là đều đọc được. Đó, là cái hình đầu tiên này. Rồi. Nhớ nha, nhớ chỗ mà xem yêu cầu về ảnh này nè, bấm vô để xem mà chụp đúng nha anh em. Đó, chụp như gì là được rồi. Rồi chúng ta bấm dấu cộng đây. Ta bấm cho phép. Ở đây thì anh em bấm dấu cộng vô thì anh em sẽ chụp trước cái giấy tờ tùy thân của anh em á, thì dễ lắm. Anh em để cái màn hình như vậy nè. Đó, anh em để cái trình diện như thế này đi. Rồi rất là. Còn ta mở cái camera anh em á. Vì chúng ta chụp như trên hình nãy chỉ thôi là được rồi, chứ đâu có gì đâu khó ha. Rồi chụp xong thì chúng ta bấm chữ tải lên nè, rồi chọn cái giấy tờ mà nãy chụp đó, ví dụ như chọn cái hình này đi, chúng ta bấm xong nè, đó, chúng ta bấm chữ gửi là được rồi, rồi bấm chữ gửi là được rồi nha, rồi ở đây thì mình không gửi nha, rồi, cái sau khi gửi xong á thì chúng ta sẽ đợi trong vòng 24 đến 48 giờ, thì anh em sẽ liên hệ Facebook sẽ gửi cho anh em cái email mà anh em đã gắn vào nãy đó, thì chúng ta kiểm tra xem là Facebook nó sẽ mở đưa cho anh em cái mật khẩu mới á, kiểu như là khôi phục lại mật khẩu cho anh em nhập mật khẩu mới thì chúng ta đang nhập vào nha, hoặc là cái mã gì đó. Rồi, rất dễ thôi. Rồi anh em thấy đừng quên cho mình một like và đăng ký, nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết. Hẹn gặp lại video tiếp theo.